3-7. Tiếp theo là bài biểu diễn của Ang Yang Chong, vận động viên của Malaysia. Ang Yang Chong cũng là một trong những vận động viên dày dặn kinh nghiệm, đã từng tham gia các giải đấu của khu vực và châu lục. Các võ sĩ của Malaysia phát triển rất mạnh về môn thao lưu biểu diễn trong mấy năm gần đây. Họ có sự chuyên gia Trung Quốc sang huấn luyện và làm quen rất tốt với các động tác kỹ thuật khó. Các bài quyền biểu diễn ở môn thao lưu quyền biểu diễn thường được thay đổi liên tục, cập nhật. Động tác ngày càng trở nên rườm rà, phức tạp. Vừa rồi động tác tiếp đất rất tốt của Ang Yang Chong. Động tác thi triển của bài quyền trường quyền giống như một con chim ưng lúc lên cao xuống thấp, uyển chuyển, nhịp nhàng. Đặc biệt là những động tác tung ra. Động tác rất rõ ràng, mạch lạc của vận động viên Ang Yang Chong Malaysia. Và như vậy là võ sĩ của Malaysia đã hoàn thành bài thi của mình rất thành công. Ở mỗi một nội dung thì các quốc gia được cử tối đa 2 vận viên tham gia cho một nội dung. Động tác Santo xoay người trên không rất tốt của Ang Yang Chong Malaysia, đặc biệt là động tác tiếp đất. Như vậy là Ang Yang Chong kết thúc bài thi của mình với số điểm